chuẩn bị định danh số nhà với đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước anh như sau này đổi hoài ta cái vụ cái thẻ căn cước nó mấy năm nay đổi liên tục anh chóng mặt luôn á thiệt á tại vì mỗi lần đổi xong rồi phải ra làm này làm kia chụp hình rồi nó cực mấy em anh thấy cái vụ này sắp cực ngổ đó, nó hoài lúc thì có chip lúc thì không chip anh đổi mấy cái rồi đó thêm giờ vụ định danh số nhà cũng không hiểu luôn bởi anh thấy cuộc sống khó càng thêm khó bạn bè nhỏ than quá trời luôn định danh số nhà nghe xong là bảo vệ kiểm soát bất động sản nói chung không biết kiểm thì không kiểm thấy thế nó cao là thấy khổ rồi mày ơi ở đời mày nghe tới chữ su cao thế nặng chưa hồi trước mua nhà là tại vì cái tại vì mấy cái điều thuế này nó chưa có chứ giờ có là phải bán không không, không có không có giữ được nay có vụ chơi hội online à, gom một lần đăng tetus vỡ nợ ôm mấy tỏi bỏ trốn luôn vậy cũng người tin mà chơi không dân mình chơi hội nhiều lắm mày ơi dân mình cái chuyện mà bị giật hội là chuyện truyền thống hai ba chục năm nay nó nó giờ luôn có đó. hôm nay mỹ bắt đầu à, bắt đầu xem xét nhận việt nam là market economy nếu mà nhận được thì tốt nếu mà nhận được là Mỹ nó cũng thay đổi nhiều lắm luôn á thay đổi trong nhận thức mindset quan điểm đồ này nọ tốt chứ nói chung mày nói thì nói với mẹ miễn thuế cho anh đi phải giảm thuế đồ chứ cao quá cứu 61 người Việt từ sòng bạc biên giới mà Myanmar chắc việc dễ lương cao đẩy người ta quá anh ơi mẹ nhẹ lương cao thì không biết cái chuyện nó quá trời quá đất luôn giờ thôi chạy đi mệt quá Ủa? làm văn phòng không thân tiến tách ra làm riêng hoặc tích tiền tự do tài chánh mốt bị đầu thải ngu phải không anh trên đời này không có khái niệm tự do tài chánh, khái niệm tự do tài chính là khái niệm của mấy anh tài chánh nó vẽ ra nó lùa thôi Ồ, tự do tài chánh là cái gì ví dụ uh, mức chi tiêu 12 triệu một tháng uh, thì tích 2 tỷ bỏ ngân hàng là tự do tài chính đó anh nói chuyện ngu như bò <laughs> thằng nào viết sách kinh tế đó vậy cái má nói chuyện tàu lao tán một tay nằm mấy chắc bất tỉnh luôn á mày, mày 12 triệu một tháng mấy đâu ra mà có 2 tỷ khùng dừa thôi 12 triệu một tháng tự nhiên bây giờ thu nhập 12 triệu một tháng thì có 2 tỷ bỏ ngân hàng tự do tài chánh Ủa 2 tỷ ở đâu rồi xong rồi tự nhiên tiền gửi ngân hàng xong cho nó mẻ theo, theo thời gian theo năm tháng tự do tài chánh lại cụ ăn học không cao nha mà thấy nó là vô lý rõ ràng rồi Thủ tướng Hungary nước thành viên EU bày tỏ tự hào về việc duy trì tiếp xúc với Nga sau cuộc gặp tổng thống uh, Putin gần đây ở Trung Quốc tại sao tại sao ông lại tự hào uh, tự hào là tự hào là gì làm cho nền kinh tế đất nước mình đi lên đúng không quốc gia cường thịnh đồ này nọ kia không đi ra thế giới ngẩng cao đầu rồi tại sao tổng thống hungary đã không tự hào về những điều đó i don't know à, à, cụ tổng thống trump chúc mừng johnson trở thành tân chủ tịch hạ viện cho biết ông đã góp phần giúp nghị sĩ cộng hòa này chiến thắng ông trump là thánh truyền thông rồi nghe anh trump là thánh truyền thông mà mấy em bị, bị pressure quốc tế của anh mới vừa đưa quân vô luôn hôm nay có tin là chuyện lớn sắp xảy ra em cũng đoán vậy đâu mày coi nó like tiếp đi mày coi like tiếp rồi có đưa vô sao sao đưa vô rồi co, rồi co ngồi, có ngồi có ngồi trên miệng hang mà nấu cái uh, gì uh, lẩu tiểu hổ không xong rồi dùng cái quạt quạt xuống hang vì uh, 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 Trung Quốc làm cái gì cũng nhanh nhất và to nhất để chi với anh để vô bản phong thần mày ơi thấy người thấy thấy người dân Israel, Israel đăng trên đăng trên Y ngủ mà nghe tiếng bom sợ rơi mình chết lúc nào không hay thấy thương họ quá vậy thương cho dân Israel luôn hả mày nghĩ sao mà mày mày cái này mày lộn lộn sao đó chứ gì người dân Israel mà 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 đi ngủ sợ bom rơi mày cái này mày lộn rồi lộn bên kia rồi à, cho em hỏi tại sao Iran ghét Israel dữ vậy anh Israel đâu làm gì Iran đâu khác đạo mặc dù phe phái hồi giáo nhưng mà các nước hồi giáo khác đâu có như ai răng ai răng khác ghét cả thế giới mà mày làm như ai răng làm như ghét con mình con mình ít gì đó mà kiếm tên thế giới để ai răng ưa được nước nào thì kể tên khoảng chừng năm chục nước nha năm chục nước mà có số số má đó chứ còn ông ai răng ông ghét cả thế giới nhìn tại nhìn 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 gì nhìn nhìn Israel mới thấy nga còn nhẹ tay với Ukraine mày nói câu này là tao không đồng ý tại sao tại Ukraine không có bản lụm Ukraine không hề qua bên nga lụm một ngàn năm trăm người đó là điểm thứ nhất cái thứ hai Uren không có gà mái như hờ mờ mà cũng chơi dơ như hờ mờ luôn cái thứ ba là Uren được sự tổng lực của NATO tài trợ thì mày muốn mạnh tay mày mạnh thử coi nên bớt sổ nho đi mấy em ơi thực tế đi nha kiến thức không có mà sổ nho hoài tại sao người dân không rời ra ra đi nước khác cho khỏe có hai lý do mà. hờ mờ không muốn người dân đi tại vì hờ mờ đi thì hờ mờ đi thì 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 ổ lộn xin lỗi người dân đi thì hờ lờ về dưới thánh cái đó là lý do họ mà không muốn đi và cái tiếp theo nữa đó là mấy nước khác nó cũng muốn chứa luôn mấy nước khác nó không muốn chứa chứ bây giờ mày nói thôi mấy em mỹ đó thôi mấy em qua đây đi anh anh, anh cho anh, anh cho một cái một cái gì Calido lido ba thai nè bảo đảm đi hết nên cái sự việc nó cắn nó đắng và nó cay như vậy đó cay là gì mình khổ mình sắp chết rồi mà người ta cứu mỏm người ta cứu mỏm mấy em thích thí dụ giờ Qatar nói đi thôi giờ tôi nhận tôi nhận 500 người bên Ả Rập Xê Út nói ừ tôi nhận 500 người ô lộn 500 ngàn nha rồi xong rồi mấy nước ví dụ như giờ cho ai đăng đi rồi ừ, tôi nhận 1 triệu người đã ổn rồi nhưng mà đi vô cái thế cờ đó, đó là bà thay thua luôn tiếng cũng lui tiếng cũng thua mà lui cũng thua bên phải bên trái đều thua đi như vậy đó, thì biết sao không bên bà đã thay mất Gaza mất Gaza là kể như mất đất ông có chấp nhận thua cái này không theo anh được biết cách đây khoảng 10 năm có một công ty Mỹ có rất nhiều nhà đầu tư TV cũng mua trái phiếu của công ty Mỹ. Sau đó công ty Mỹ xin phá sản tại TV. Đây là cách trả thù của TV đúng không em? Không có ai trả thù đâu anh ơi. Đủ làm ăn nợ ngập mặt tiền trả nổi thì ta chết thôi. Ai trả thù kiểu kỳ vậy? Ai trả thù kiểu kỳ vậy Ai ai, ai đâu thương số? Trong khi làm ăn người ta còn phải tính tới vấn đề uy tín này nọ kia tất cả các thứ môi trường đầu tư đồ. Còn bây giờ tiền không có trả chịu chứ. Không ai chơi cái màn tự sát đâu tại vì tại vì biết sao không anh gọi là gọi là gì chết là hết mà cuộc sống thì chắc chắn chưa đường cùng thì không ai muốn chết đâu hồi chiều em thấy người ta đưa tin vụ xả súng bên Mỹ có thật không anh chính xác em trên báo Mỹ bây giờ đưa tin là 22 người ra đi forever có cập nhật gì mới không thì chưa biết xảy ra ở bang Maine một bên ở miền Đông Bắc nước Mỹ mới có vụ xả súng ở bên Mỹ có gần chỗ anh sống không anh từ anh mà đi qua chỗ đó đó nếu mà đi máy bay thì chắc hết 4 tiếng đi máy bay thì hết 4 tiếng đi xe chắc hết nữa không biết nhiều ngày nữa thiệt luôn đó. cái tiểu bang đó gần ở bên bên ở bên Canada đó em nằm bang men bang xả súng có giàu như Cali không anh bang xả súng thì nó không giàu bằng Cali nhưng mà đã đậm chất truyền thống em tại nó nằm một trong mười bang đầu tiên của Mỹ mà một trong mười bang đầu tiên của Mỹ rất là đậm chất truyền thống nha nó nằm ở cái tầm hai class bên Mỹ vẫn bên Mỹ mới có xuống hai hai người tử vong và vẫn chưa bắt được nghi phạm là anh ơi nghi phạm ta biết rồi má ơi nghi phạm ta đài báo đang mầm lên rồi kìa cha nội đó giống như là được giống như sĩ quan quân đội không phải là sĩ quan quân đội mà giống như là một cái người được trend nên rất là tốt trong quân đội thì cả khả năng sử dụng súng rất tốt rồi nhỏ kia mà bắt được chưa thì anh không biết thì anh nói mày rồi cháu đâu cũng có con khùng điên mày ơi xã hội nào cũng có thôi ít hay nhiều thôi chứ à, bây giờ ví dụ như bây giờ em em, em bên mỹ đâu lâu xả súng hai chục mạng báo đang mầm em nhai cái năm còn bên Trung Quốc mẹ cầm xe tải ngày nào không có kìa thì cũng là chết thôi nó nó thấy xã hội mỗi đất nước nó có mỗi vấn đề anh không bao giờ đứng trên cái vấn đề mẹ tan thương của đất nước này anh ngọn Bình phẩm nhận định kìa mình sống mình phải sống ở trong xã hội đó mình phải mình phải không sống xã hội đó mình phải có kiến thức về xã hội đó mình học lịch sử xã hội đó mình phải biết tại sao nó như vậy và cái gì nó có hai mặt hết mặt được và mặt mất à, thẻ xanh có được bầu cử Mỹ không anh chắc chắn là không rồi anh ủng hộ Trump hay Biden Trump of course em tưởng có mỗi mình em thích có không người Việt mình thích Trump rất là nhiều nha mấy em người việt mình thích trump rất là nhiều nhưng mà anh không muốn hùa theo họ tại vì họ nhiều khi họ cuồng lắm họ cuồng anh không thích anh không thích chơi với cuồng ở bên ở bên việt nam này mày nói mày thích bay đành một cái một lời mệt mày đó chứ không phải giỡn đâu nha nó nói thiệt rất là rất lòng đó phiền phức lắm bởi vì đi chụp hình đó chụp hình với ông trump thì bót lên thoải mái còn chụp hình với ông kia thì để làm kỷ niệm thôi nha ở đây ở đây là đây là đây là xe đó riêng một tích sạch đừng có thấy bài gài rồi nhõng nhõng lên là mệt lắm tại vì sao những cái chỗ mà nó ngồi nó nó giống như những cái chỗ mà nó ngồi nó vận động tranh cử đó mấy em nó sẽ có hình của hai bên một cái nhà nhỏ nhỏ là của Democrat một cái nhà nhỏ nhỏ kế bên là của Republic thì hai cái đó đều có hình hết đã không phải vô chụp hình phát ngọt cái tại vì sao luật đó là không luật là không có được quyền cấm người ta nha tức là luật là vậy nhưng còn cái thái độ là khác bầu cử hạ viện rồi khi nào bầu cử thượng viện anh mày xàm quá mày không hiểu đổ hải cái bầu cử hạ viện này chẳng qua là cái ông hạ viện kia ông bị đuổi thì mới bầu cử ông thôi chứ đâu phải cái mùa này mùa bầu cử đâu còn mấy mốt bầu cử hai năm một, một, lần hai năm một lần hai năm ở bển là quyền sở hữu đất vậy khi nhà nước thu hồi xây dựng có chịu cưỡng ép không anh thật ra thì uh, lịch sử mà mỹ nó thu hồi đất thì anh không biết nha nhưng mà giờ tôi thấy nó đâu có nhu cầu thu hồi đâu không có nhu cầu thu hồi gì luôn á thu hồi gì giờ thu hồi để làm gì đất mỹ rộng cả đống thu hồi để làm gì mày cái thứ nhất cái thứ hai nữa đó là mỹ nó quy hoạch rất là chuẩn mỹ nó quy hoạch rất là chuẩn thì thu hồi chi còn thí dụ giờ có này thu hồi nè nè Nà có trường hợp là thu hồi nè mấy em ví dụ như anh Duy có một cái farm anh Duy chăn bò anh Duy thả dê đúng không anh Duy trồng miếng mạch anh Duy trồng lứa xong rồi tự nhiên cái thằng kia đó cái thằng tài phiệt tài trần nó qua nó mua một khu đất kế bên đất anh ok xong rồi nó 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 nó, nó xây ra một cái dự án rồi nhà ở gì đó ví dụ vậy đi ok hoặc là dự án cây xăng cây sủng gì của nó xong rồi tự nhiên cái 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 nó muốn liếm qua miếng đất anh miếng để nó xây cho nó đẹp đó hôm nay để cho nó đẹp mấy em là cái cuốn này là thu nè mà là thu là nó thu của anh nha xong rồi nó qua nó mệnh cà phê như biển giờ làm farm giờ khó khăn lắm anh hôm nay nó Trung Quốc nó cấm vận nó nhập đổ tương đồ khổ quá thôi anh đừng làm farm bán đất cho em đi bán cho em cục nhỏ nhỏ thôi ví dụ như đất anh có 1 ngàn mẫu nó mua ba mẫu mà bây giờ giá thị trường một mẫu là một một ngàn một trăm ngàn đô cái hiện tại trận nó thôi anh ơi anh đổ, để trả cho em, em, thấy không? giá thị trường có một trăm ngàn đô mẫu thôi bây giờ em mua cho có anh ba mẫu anh trả em trả năm trăm luôn nó anh bán cho em đi Rồi, lúc đó anh Dư sẽ thương được và gì suy nghĩ anh say no, thằng tài trần cũng phải chịu anh xây nô làm tài trần phải chịu không làm được gì đó mày phải xây cái dự án của mày xấu thôi nhưng mà anh là người có tình có lý anh không phải gì ích kỷ của anh mà anh làm cho cái dự án tài trần nó xấu xí được lúc này nói thôi thấy mày cũng có chí làm ăn tuổi trẻ nhưng mày rất là thấp anh sẽ ủng hộ tạo điều kiện cho mày hết Hết mình luôn nên bây giờ anh sẽ hy sinh phần của anh anh, anh bóng bụng anh bán miếng đất của anh với giá một triệu đô một mẫu bây giờ mày đưa tao 3 triệu đi anh sẽ sang tên cho mày luôn mua nhà ở việt nam thường trả giá thấp hơn À, giá nhà chủ đưa ra ngược lại ban bang Texas Mỹ thì phải đau phải thì phải đấu giá ai đấu giá cao hơn đến khi thời điểm cuối cùng mới chốt giá người đó sẽ được mua ô nhiếp đầu với ông nội mua nhà cũ hả Ủa sao anh nói nghe nhức đầu vậy à, Vinhome vay thêm 500 triệu đô chắc là lý do sàn trời ơi mày sao mà dùng chữ vay mất quan điểm mày cái đó là cái chuyện mà người ta phát hành trái phiếu quốc tế cái phiếu chuyển đổi nói cho cho rõ ràng mấy em tối ngày thuật ngữ kinh tế không rành mấy em nói mặc dù phát hành trái phiếu bản chất là mượn là vay nhưng mà mình phải nói gì cho nó đậm chất khoa học và đậm chất kinh tế trong thuật ngữ là gọi là gì phát hành trái phiếu chuyển đổi vậy trái phiếu chuyển đổi là gì tức là trái phiếu đó đó sau này tao không có tiền trả thì tao có quyền tao lấy cổ phiếu ra tao cấn cái đó là trái phiếu chuyển đổi hiểu chưa anh me tụi em coi tấm hình nào mà bạn nào chụp ngoài hà nội đó mấy em mà trên cái map á toàn taxi không chưa bạn nào chụp ngoài hà nội á taxi một đống luôn bật cái map cái app đó, lên toàn taxi xong rồi xong rồi đặt caption là gì mấy bác tài xế truyền thống chắc khóc thét đá cá lăng dưa thì rất ư là đá cá lăng dưa sang mỹ anh duy thấy xe vf chạy ngoài đường nhiều không anh cuộc đời từ lúc tao qua mỹ tao chưa thấy chiếc nào hết á mày hỏi tài trận á nó bên cali nó mới thấy tao tới sạch sao thấy đúng không anh ở tới sạch thì cũng đi vòng vòng á mấy cái bang khác anh cũng có đi qua bên cali đâu thấy mà cali muốn thấy phải vô khu nữa phải vô đúng cái quán cà phê đó mới thấy chứ mà mình muốn thấy là thấy hả mày nên vấn đề xe hơi của việt nam bên mỹ mày phải hỏi thằng tài trần là một ông quốc là hai ở hai chỗ đó mày ra thấy rồi có một cái vụ mà cái trường cái trường dạy lái xe nào ở đồng nai mà 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 bây giờ bao nhiêu người học trong đó bị kẹt nữa cái vụ đó làm sao mấy em? tự nhiên học lái xe là bị kẹt làm sao? giám đốc trung tâm đào tạo lái xe hơi ở bị bắt giờ, viên của trời, ở ừ, cái này thấy nó xàm thiệt luôn nha. cái chuyện giám đốc bị bắt là chuyện giám đốc bị bắt bây giờ cái trường nó vẫn dạy chứ sao tại sao để thôi để, để để cho học, học viên liên lụy? cái này là không hiểu thiệt á, chỉ là học bằng lái thôi đúng không?